Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Kim. Trân trọng kính chào quý khán giả và xin chào anh Phạm Kim. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, những người dân Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh hiện đang hốt hoảng đi mua dự trữ thực phẩm ở tại các cái siêu thị, và những cái siêu thị phải mở cửa trễ. Những người dân tại thủ đô này đã phải đứng xếp hàng lâu dài để mà bắt buộc phải xét nghiệm. Và hiện tại cái điều này, sau Thượng Hải thì thành phố Bắc Kinh có thể sẽ lâm vào trong tình trạng bị cô lập hóa, và điều này khiến cho thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã bị xuống một cách thê thảm. Cái việc mà bùng phát COVID tại ngay thủ đô của Trung Quốc đã tạo ra một sự lo ngại cho tất cả những người dân cũng như các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Sau Thượng Hải thì thành phố mà được coi là mega city, tức là một thành phố đông dân cư nhất, sẽ có thể bị cô lập hóa vì sự lây lan của con biến thể Omicron. Cái điều này chính quyền của địa phương của thủ đô, tức là chính quyền thành phố của thủ đô Bắc Kinh, hôm tối thứ hai giờ địa phương bên đó đã ra lệnh tất cả mọi người ở trong thành phố sẽ phải xét nghiệm 3 lần cho cái PCR trong vòng 5 ngày. Và cái lệnh này xảy ra sau khi mà người ta đã phát hiện 70 trường hợp lây nhiễm coronavirus ngay trong thành phố kể từ hôm thứ Sáu, và gần 2 phần 3 của những trường hợp lây lan này thì lại nằm trong khu vực giàu có của thủ đô Bắc Kinh, được gọi là khu vực Chaoyang. Khiến hồi cuối Chủ nhật vừa qua, lệnh đã đưa ra là 3 triệu rưỡi người cư dân ở trong khu vực giàu có này sẽ phải xét nghiệm hôm thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu tới đây. Trong khi đó thì chính quyền địa phương cũng ra lệnh cho các cư dân ở tại 10 cái quận khác trong thủ đô cũng sẽ phải được test. Và chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bắt đầu nghiêng về cái việc lockdown, tức là cô lập thành quá, mặc dù nó sẽ phải tốn phí về vấn đề kinh tế lẫn xã hội, và dĩ nhiên những người này bắt buộc phải theo chính sách của ông Tập Cận Bình là zero COVID để loại trừ sự lây nhiễm. Thưa anh. Vâng, chúng ta biết rằng ở Thượng Hải vừa qua đó thì người dân rất là bất mãn vì cái chính sách lockdown khiến cho nền kinh tế ở đó nó bị chao đảo. Đồng thời thì những người dân ở đó, người ta khi bị người ta cách ly từ gia đình, bố mẹ, vợ con, tất cả những cái đó. Bây giờ đó, cái thành phố Thượng Hải bây giờ nó lây lan sang tới Bắc Kinh, và Bắc Kinh bây giờ đó thì theo như là cái chính sách của ông Tập Cận Bình, từ trước tới nay, từ hồi bắt đầu có Covid tới giờ này đó, thì ông vẫn là chính sách là zero Covid, có nghĩa là không có một con Covid nào nữa, phải làm sao tận diệt hết. Nhưng mà làm sao tận diệt được? Và bây giờ đó, cứ thử nghiệm là có, thử nghiệm là có dương tính, và có dương tính là lockdown lại. Cái chuyện này là không thể nào mà chấp nhận được nữa. Cho nên cái việc mà ông Tập Cận Bình làm cái kiểu mà chúng ta gọi là lockdown là sai hoàn toàn. Bởi vì khi mà Trung Cộng ấy, chúng ta nghĩ là Trung Cộng chế được cái con này thì cái con này sẽ ở với sau rồi là loài người mãi mãi. Và bây giờ chỉ có là trong thời gian, trong tương lai đó, nó cứ biến 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 dịch đi, biến thể để nó ở với xã hội loài người, thì người ta sẽ có được một cái miễn nhiễm do những con này nó đã có ở trong xã hội loài người rồi, thì đâu đến mức độ mà cứ phải lockdown được. Cái mà Hoa Kỳ bây giờ đó, đã qua cái giai đoạn lockdown rồi, những tiểu bang Cộng hòa thì mở ra cho nền kinh tế, điều đó ai cũng biết cả. Nhưng mà Trung Cộng
không nhìn thấy, không không mở con mắt to nhìn vào Hoa Kỳ, cũng như là mở cái tai ra nghe đài của Việt Linh, thì tự nhiên là thấy cách sự đối xử như thế nào, phải không ạ? Thưa quý vị, quý vị nghe anh Kim nói, nhiều khi chúng tôi cũng hy vọng rằng là anh Kim không có phải là thành viên của Twitter giống như ông Trump. Dạ, thưa quý vị, Đảng Dân Chủ vừa bị một cú về Twitter, nhưng mà cũng may mắn thì họ vừa hoàn hồn, là vì một cái điều may mắn tới với họ xảy ra hôm tối Chủ nhật ở tại Paris, là ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thắng nhiệm kỳ thứ hai để được làm Tổng thống trở lại thêm 5 năm nữa. Và cái chiến thắng của ông Emmanuel Macron vượt qua bà Marine Le Pen, là cái người đối phương của ông, là cái người chủ trương cực hữu. Thì như quý vị biết, đây là lần bầu cử mà nước Mỹ cũng như nước Pháp cũng như nước Mỹ và trên toàn thế giới đều lo ngại là cái người lãnh đạo cực hữu là bà Le Pen sẽ chiến thắng. Trên thực tế thì bà đã về gần tới đích, mặc dù ông Macron là một người đứng ở giữa trung dung, thuộc cánh trung dung, đã chiếm 58.5%, trong khi đó thì bà Le Pen 41.5%. Cái chiến thắng của ông Macron cho thấy lần này thấp hơn cách đây 5 năm, 2017, khi ông thắng 66.1% và bà Le Pen chỉ có 33.9%. Nếu mà bà Le Pen mà thắng thì chính quyền của ông Biden cũng như Tây phương sẽ gặp rất là khó khăn, bởi vì chính sách của bà Le Pen sẽ rất là gần gũi với chính sách Nga Xô. Tuy nhiên, lần này thì bà không thay đổi cái chính sách của bà, có nghĩa là bà không có cổ động cái vấn đề chống lại những người Trung Đông hay là những người nhập cư vào nước Pháp để trở thành công dân Pháp. Bà không có chống những cái vấn đề đường lối mà gọi là nước Pháp phải đi ra khỏi tổ chức Liên hiệp châu Âu cũng như là khối NATO. Ngược lại, bà chỉ chú tâm vào trong cái việc đời sống của người dân Pháp trở nên quá nghèo khổ vì vấn đề kinh tế sa sút và vì vấn đề lạm phát vân vân. Đó là lý do tại sao bà đã attract, tức là bà đã hấp dẫn được cái thành phần dân chúng Pháp ở ngoại ô, thành phần ít học và thành phần nông nghiệp đã ủng hộ cho bà, và bà đã đạt được một cái sự cách biệt gần tới, bà đã tăng thêm được 8 điểm sau 5 năm. Mặc dù hiện tại bà tuyên bố là bà sẽ không ra tranh cử vào lần tới, tuy nhiên bà sẽ không từ bỏ cái việc làm chính trị, nhưng không ai biết được rằng trong 5 năm nữa liệu bà có ra tranh cử tổng thống một lần nữa hay không, và lần tới chắc chắn phía cánh hữu có thể chiến thắng. Rồi. Vâng. Trong cái cuộc bầu cử này đó, thì chúng ta thấy những người bỏ phiếu cho bà Le Pen đó, đó là những người trong cái tuổi đi làm việc, là những người mà cũng bị đặt siêu cao thuế nặng, và đời sống người ta tùy thuộc vào cái lợi tức của người ta kiếm được hàng ngày, thì đó là những người mà bỏ phiếu cho bà Le Pen. Còn những người bỏ phiếu cho ông Macron ấy, thì gồm có giới trẻ, có nghĩa là học sinh viên còn đi học, và Đảng Dân Chủ nghĩa là cái phe cánh tả ở bên Pháp hứa như thế nào thì người ta nghĩ rằng nó là lợi, cho nên người ta bỏ chứ. Và những người về hưu đó là những người mà được hưởng những cái quy chế xã hội được tốt đẹp do chính quyền cho họ, thì những người đó bỏ phiếu cho ông Macron. Và chỉ có những người mà đang đi làm đó thì người ta bỏ phiếu cho bà Le Pen. Đó là những thống kê mà người ta nhìn thấy từ đó. Bây giờ bà Le Pen ra tranh cử mà tất cả các quốc gia Âu Châu, gần như tất cả các quốc gia Âu Châu trừ không là lợi, những quốc gia Âu Châu là những quốc gia đa số là khuynh tả đó, đều vận động cho bà Le Pen, chẳng hạn như thủ tướng của Tây Ban Nha chẳng hạn, tất cả những người đó nói tốt, vận động cho bà, cho ông Macron. Và đó là chúng ta thấy rằng bà Le Pen lần này là đối đầu không phải là chỉ với ông Macron, mà đối đầu với tất cả lãnh đạo của các quốc gia
mà khuynh tả ở Âu Châu, và vì vậy cho nên bà dĩ nhiên là bà phải thất bại thôi. Dạ, kính thưa quý vị, càng ngày thì chúng ta càng biết được cái lý do tại sao Nga có thể nói là thua trận ở tại Ukraine và đã không chiến thắng như những cái nhà thiết lập những cái kế hoạch là chỉ đánh trong vòng 3 ngày là lấy được Ukraine. Có những cái yếu tố mà chúng ta không có thể ngờ được, cũng giống như con người không có chết vì những cái chuyện lớn vĩ đại, mà chỉ nhiều khi đi ra đường đạp nhầm trúng một cây đinh và cây đinh đã xét thì về bị inflame và từ đó chết. Thì nước Nga cái cuộc chiến tranh vừa rồi cũng vậy, thưa quý vị, khi mà cái đoàn tiền phương của Nga tiến qua biên giới Belarus với Ukraine thì họ nghĩ rằng họ sẽ thực hiện một cuộc chiến thắng giống như là chớp nhoáng vào thủ đô Kiev, và họ nghĩ rằng họ sẽ lấy được Kiev trong ấy, và họ dựa vào trong một cái yếu tố quan trọng là cái hệ thống đường rây xe lửa cung cấp tất cả những đồ tiếp liệu cũng như lương thực và viện binh. Tuy nhiên, thưa quý vị, như chúng tôi trình bày, quân đội Nga đã không tính ở trong cái bài toán chiến lược là có những kẻ phá hoại đường rây ở tại nước Belarus. Bắt đầu vào những cái ngày đầu tiên của cái cuộc xâm lăng vào hồi tháng 2 thì có một nhóm những người thợ gọi là sửa chữa đường rây xe lửa nằm trong một cái hệ thống bí mật cộng với những cái người tinh tặc và những cái lực lượng mà chống đối Belarus đã hợp tác với nhau để gọi là làm phá hoại cái đường rây nối liền giữa Nga và Ukraine đi xuyên qua Belarus, và điều này đã làm trở ngại cho cái con đường tiếp vận của Nga. Cái cuộc tấn công này nó không có rầm rộ ở ngoài Belarus, nhưng mà nó rất là nổi tiếng ở trong Belarus. Như quý vị biết là, và đây là một cái cuộc tấn công lần thứ hai trong lịch sử. Cách đây 80 năm thì những người thế hệ trước của những cái người thợ xe lửa ở tại đường rây Belarus này cũng đã áp dụng cái chiến lược này đối với quân đội Đức Quốc xã và họ đã thành công. Tuy nhiên lần này thì họ áp dụng một cái chính sách khác, tức là họ chỉ phá hoại mà không có tìm cách giết hại những người lính Nga cũng như là những người lái xe lửa của Belarus để mà chuyên chở nhiên liệu, súng đạn, thực phẩm, xăng dầu và kể cả quân đội để mà viện trợ cho cái cuộc chiến tại Ukraine để mà lấy thủ đô Kiev. Thì thưa quý vị, đây là một cái tin mà mới đây người ta đã tiết lộ ra. Những cái người làm đường rây xe lửa ở tại nước Belarus, họ chỉ phá những cái hệ thống đèn hiệu ở trên đường rây xe lửa, và cái hệ thống đèn hiệu đường rây xe lửa khi bị phá hoại xong, nó đã cản trở và những cái chuyến xe lửa chở hàng hóa từ Nga sang Ukraine đi xuyên qua Belarus đã phải ngưng lại và không có hoạt động. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy nguyên một đoàn công vo gồm có xe tăng, xe chở lính, xe dài 60 mai nằm 4 ngày tại trên một con đường xa lộ dẫn vào Kiev mà người ta không hiểu lý do tại sao ở cái thời điểm đó. Thôi. Vâng, cái cuộc chiến giữa của Ukraine với lại Nga đó, thì từ từ đó chúng ta sẽ thấy nhiều những cái chuyện nó nhỏ thôi nhưng mà nó tham dự vào cái rất là quan trọng, vâng, rất quan trọng. Cũng như lúc đầu tiên ấy, thì ông Putin ấy, tin tưởng rằng
Thì cái cuộc chiến ở bên Ukraine cũng giống như Afghanistan, có nghĩa là ông Biden sẽ bốc ông Biden sẽ bốc ông tổng thống đi, rồi thành ra từ ông tổng thống cho tới ông bộ trưởng quốc phòng và ông tham mưu trưởng cũng nghĩ rằng nếu bốc đi rồi đó, thì chừng 76 tiếng đồng hồ hay là 4 ngày sau là Ukraine bị sụp, thì ông Putin cũng tin vào như thế, tin vào vì ông Biden cũng muốn như thế. Bây giờ thì sau cái khi mà ông Zelensky chiến đấu để chống lại Nga một cách anh dũng như thế này đó, thì bây giờ là lúc mà ông Putin bắt đầu nói rằng tôi cũng mạnh đi, thành ra chứ tôi không có yếu kém đâu, bởi vì ông sợ, ông nghĩ rằng cái cuộc tranh cử ngày giữa kỳ này đó, thì người ta sẽ bảo là ông tổng thống bây giờ là yếu quá, thành ra người ta sẽ chán. Nhưng mà bây giờ ông bảo là tôi cũng mạnh đó, cho nên bây giờ tôi đang cố gắng tôi giúp cho Ukraine để chiến thắng Nga. Đó là những cái mà chúng ta gọi thấy rằng cái người làm chính trị nhiều khi lưỡi không xương, lúc thế này lúc thế khác, lúc thì muốn Ukraine bị sụp bằng cách là kéo bứng ông tổng thống đi, rồi sau đó thấy bứng không được thì bắt đầu nghĩa là chờ cờ nói ngược lại. Và như thế chúng ta mới thấy rõ một điều là chúng ta không thể tin được vào những cái miệng của những người mà ông chính trị mà hoàn toàn là từ trước nay đã từ năm 1975 tới giờ này đã cho chúng ta một cái nhìn là không có tin tưởng rồi. Thì cho tới giờ phút này thì ông Putin nói rằng là việc Hoa Kỳ và thế giới đã kêu bằng phá hoại cái cuộc chiến tranh của tức là nói là phía bên phương Tây là khủng bố. Thì ông Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25 tháng 4 đã tố cáo phương Tây đang cố gắng tìm cách hủy diệt nước Nga và yêu cầu các công tố viên mạnh tay đối với điều mà ông gọi là âm mưu của các gián điệp nước ngoài nhằm chia rẽ đất nước và làm mất uy tín lực lượng vũ trang Nga. Phát biểu trước các cái công tố viên hàng đầu của nước Nga và với sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Putin đã tố cáo phương Tây xúi dục Ukraine lên kế hoạch tấn công các nhà báo Nga, một cáo buộc mà Kiev phủ nhận. Ông Putin nói rằng cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, tức là cơ quan mà đã thay thế KGB thời Xô Viết, hôm 25 tháng 4 đã ngăn chặn một âm mưu ám sát của một nhóm khủng bố nhắm vào ký giả truyền hình Nga Vladimir Soloviev, và họ đã chuyển sang khủng bố để chuẩn bị cho việc sát hại các nhà báo của chúng ta. Đó là điều mà ông Putin nói về phương Tây thôi. Vâng. Trong cuộc chiến tranh này thì chúng ta thấy rõ một điều là cả hai phe, phe của ông Putin và cái phe của ông Zelensky đó, thì mỗi một phe đó sẽ nói cái gọi là cái lợi về phía mình hoặc là cái chính nghĩa phía mình. Tuy nhiên ấy, thì khi mà chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta phải đứng ở trên để chúng ta nhìn xuống thấy là cái nào đúng và cái nào sai. Trên nguyên tắc ấy, từ một cái quốc gia này mà xâm lăng một quốc gia kia đó thì chúng ta coi đó như là một sự xâm lăng và chúng ta phải kết án những cái quốc gia đó. Tuy nhiên thì chúng ta phải tìm hiểu rằng là lý do nào mà xảy ra cuộc chiến tranh như thế và lý do nào mà cái người mà lãnh đạo quốc gia đó tạo để cho cái chuyện mà có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đã biết rõ một điều là khi mà một nước nằm ở giữa hai cái khối mà hai khối đối đầu với nhau, nếu mình khôn ngoan ấy, và mình có thể lợi dụng được cả hai phía đều o bế mình. Còn nếu mình không khôn ngoan ấy, mình đứng hẳn phía này hoặc mình đứng hẳn phía kia ấy, thì lúc đó, cái cuộc chiến sẽ xảy ra. Đó là lý do mà chúng ta thấy là gọi là địa chính trị là ở chỗ đó. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.